sáng ngày 13 tháng 9, quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp nhận kinh phí của hai cá nhân ủng hộ nhân dân quận khắc phục hậu quả bão số 3. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, phó bí thư thường trực quận ủy, đồng chí Trần Duy Tưởng, ủy viên ban thường vụ quận ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, lãnh đạo ban xây dựng Đảng quận ủy, phòng tài chính, kế hoạch quận hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc với tấm lòng hảo tâm, gia đình anh Vũ Tiến Dũng, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và gia đình anh Phạm Văn Quý, phường Quán Chữ, quận Kiến An, mỗi gia đình ủng hộ 10 triệu đồng, góp phần chung tay góp sức cùng quận khắc phục hậu quả bão số 3. Đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận trân trọng cảm ơn tình cảm, tấm lòng hảo tâm của các gia đình đối với quận Kiến An, thay mặt quận ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận đồng chí bí thư quận ủy chủ tịch ủy ban nhân dân quận tặng quà kỷ niệm cho các gia đình